đêm muộn anh em cùng vào nhá. ban ngày thì giờ này em cũng hơi bận Đơn ra là không thể vào live stream thường xuyên với anh em được thì hôm nay cũng lên sóng với anh em để cho anh em chọn lựa những sản phẩm anh em nhé để cho anh em có thể lựa chọn những sản phẩm hôm nay giảm giá cho anh em nhé anh em cùng vào đông đông em sale giảm giá cho anh em một số mẫu như ở đây có vang lọc lâng rồi quản lý nguồn rồi micro từ vang cơ tới vang số hôm nay sẽ sale giảm giá cho anh em Đấy lâng lọc xì lén à nâng lọc thôi lén thì không làm từ lâu rồi micro số lượng thì uh, cũng thông báo luôn với anh em anh em nào mua trong live stream này thì sẽ có giá tốt anh em nhé chứ còn uh, ngoài live stream này thì uh, giá vẫn bình thường anh em nhé uh, rõ ràng cho anh em luôn anh em nào xem live stream anh em nào xem live stream này thì sẽ được giảm giá cho anh em đấy, đầu tiên thì anh em muốn giảm giá về sản phẩm nào anh em cũng đang có anh em vào đang đông đông rồi đang lên rồi đấy, thì anh em có anh em nào muốn giảm giá sản phẩm gì trước không ạ à, lọc xì sì, lưng tiếng cốt server à, vang mic anh em muốn giảm giá sản phẩm nào trước Đấy cho anh em yêu cầu trước anh em yêu cầu giảm giá sản phẩm nào trước em sẽ bóc hộp giảm giá cho anh em báo giá luôn trước cho anh em đấy Xem anh em nào muốn giảm giá sản phẩm nào trước thì anh em báo muốn xem sản phẩm nào, muốn giảm giá sản phẩm nào. Đấy, anh em comment đi. Như vang lọc lưng, vang cơ vang số. Đấy, hôm nay chỉ giảm giá sản phẩm đấy thôi anh em nhé. Kosovo. Đấy, để cho anh em tùy thích lựa chọn. Anh em thích lựa chọn giảm giá sản phẩm nào trước thì em sẽ bóc và giảm giá cho anh Đấy. Lưu ý với anh em là chỉ anh em nào mua trong livestream stream này thôi nhé. Chứ anh em nào mua trong live này Thì em sẽ giảm giá cho anh em thôi Chứ còn ngoài live stream Thì em không giảm giá đâu anh em nhá Đấy Đây là một cái gọi là uh, Khuyến khích anh em Xem live Thường anh em mua trong live Sẽ được giá tốt nhất Đấy Thường anh em xem live Sẽ được giá tốt nhất Vang cơ live số Trường Lê vang cơ live số Thì em có dòng này này Ok Đã có một bác ý kiến trước Cốt server bao tiền vậy ạ à? à, Code server à, có con 23 này 23 đang bán triệu 2 à, 23 là bán triệu 2 anh em nhé Thì hôm nay giảm cho anh em trăm nghìn Triệu mốt bao ship Rõ ràng luôn Giảm giá từng sản phẩm một cho anh em Đấy à, Anh Trường Lê Vang cơ lai số Cơ lai số dòng này anh ơi Con này thì nó như là vang số luôn Chạy chip các thứ hát hay như vang số luôn Nhưng mà có thể chỉnh cơ được này À, con này thì đặc biệt nó có rất nhiều các công nghệ trong đó anh em nhé à, cơ lai số này có mặt hiển thị này anh em nhé có repeat delay revert đầy đủ hết anh em nhé revert chỉnh độc lập luôn nhé eco à, có input các cổng như là bluetooth uh, optical usb cổng đồng trục đầy đủ hết cho anh em đây đây là mặt đằng sau nhé mặt đằng sau có anten bluetooth này có nút chuyển cổng anh em nhé, AUX Digital Audio có nghĩa là khi anh em sử dụng đấy, anh em sử dụng cổng quang thì anh em ấn vào, nhà không sử dụng cổng quang bluetooth cổng AV bình thường ấy thì anh em lại nhả ra để anh em sử dụng các cổng AUX ở đây nó sẽ có hai cổng ở đây sẽ có hai cổng AUX, AUX một và AUX hai để cho anh em chuyển cổng và input này anh em ấn vào để chuyển sang các cổng đầu giải mã như này USB bluetooth Thị Văn Tuyến chuyển về Thái Nguyên chuyển toàn quốc anh em nhé Ở đâu em chuyển được anh em ở ngoài hải đảo Hoàng Sa Trường Sa em còn chuyển được chứ không nói đến vận chuyển trong Thái Nguyên Thái Nguyên thì phút mốt Tạ Cường có lọc David không vậy em Lọc David cho anh em là nhanh tay này Còn 3 chiếc nhá David 231 Đang bán 1 triệu ba Hôm nay sale cho anh em giảm cho anh em 100 nghìn 1 triệu hai Bao ship tặng dây rắc cho anh em Lưu ý với anh em những sản phẩm em sale trong này À, giảm giá cho anh em trong này ấy, thì vẫn được bảo hành 12 tháng bình thường lỗi đổi mới trong một tháng đầu và vẫn bao ship vẫn tặng dây rắc đầy đủ cho anh em nhé chứ không phải là những hàng sale mà uh, thường thì những hàng sale thì họ sẽ không giảm giá cho anh em đâu à họ giảm giá nhưng họ bảo hành thì họ sẽ kém đi hoặc là lỗi đổi mới hoặc dây rắc thì họ sẽ cắt đi nhưng bên em không anh em nhé sale là vẫn được anh em vẫn được uh, chất lượng như vậy vẫn sản phẩm như vậy bảo hành như vậy đấy Uh, lưu ý với anh em bản này là bản mới nhất anh em có thể nhìn thấy tất cả em đều làm made in china hết nhé made in china cho anh em thấy rõ made in china nhé hàng sản phẩm hàng loại một china nhưng bản này nó là bản mới nhất bản s thường bản s trước thì nó sẽ không có công tác nguồn anh em nhé không có công tác nguồn này nhưng bản s này thì nó đã lên được có công tác nguồn cho anh em để anh em có thể bật tắt thiết bị này và cái tiếp theo độ nhạy của nó so với những bản thấp trước thì nó sẽ tốt hơn độ nhạy của nó tốt hơn là tốt hơn độ nhạy có nghĩa như nào khi anh em sử dụng gạt đấy các cần gạt này anh em chỉ gạt đến hai cần đây nó sẽ có bốn vạch này anh em gạt vạch lên thứ vạch thứ hai thì bằng những con nọc khác lên tới vạch thứ ba đấy là độ nhạy của nó tốt hơn anh em nhé độ nhạy của nó tốt hơn còn đâu tất cả các file này của nó thì rất là khít hàng chuẩn chỉ thì anh em yên tâm bảo hành cho anh em 12 tháng lỗi đổi mới một tháng đầu không cần biết là lỗi gì cứ 10 cứ một tháng đầu em đổi mới cho anh em ok chưa Những sản phẩm lọc thì em bán thì không sợ cái gì cả đấy Hôm nay uh, giảm cho anh em trăm nghìn 1 triệu ba bán 1 triệu 2 sản phẩm hàng loại một anh em nhé hàng mới hết hàng bóc hộp hết sản phẩm uh, đây uh, cho anh em nhìn rõ nguồn 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 uh, nguồn nguồn biến áp nhé nguồn biến áp luôn nhé chứ không phải uh, dâu giếm nha anh em con này thì nó mên mạch của nó thì rất đơn giản thôi Không có gì nhiều Anh em đây nó đều đục lỗ hết đi Anh em có thể nhìn thấy vào bên trong của nó Thấy hết Có vang x5 có không Vang x5 thì em không có đâu anh ơi Vang x5 thì em không làm đâu Vì dẫn dòng x5 ấy Thì anh em để ý dòng x5 thì nó là đời cũ rồi Giá nó chỉ hơn một triệu thôi Hơn một triệu thì anh em dùng vang cơ cho nó lành Em nói thật Dù biết là chất âm của nó sẽ tốt hơn Vang cơ nhưng mà anh em chỉnh bằng máy tính phần mềm nó sẽ khó hơn Hơn 1 triệu anh em dùng vang cơ ngon rồi gần, Tầm gần 2 triệu X5 nó phải tầm triệu 5, triệu 7, triệu 9 thôi Thì uh, triệu 7, triệu 9 anh em làm con vang cơ đã ngon rồi Hát đã hay, có đi vợt rồi ấy. Chứ không phải là ít đâu Đấy Chứ không phải ít đâu ạ Thoải mái cho anh em Tạ cường 1 triệu có bán không? 1 triệu triệu anh ơi Đang bán triệu 3 giảm cho anh em 100.000 triệu 2 Đấy rõ ràng luôn cho anh em chứ không mập mờ về giá cả đâu anh em nhé bán là bán không bán là không bán rõ ràng luôn cho anh em sale là sale còn anh em nào mua trong live stream này thì tất cả anh em lưu ý là phải đặt cọc trước cho em nhé còn đâu không đặt cọc thì em không chuyển hàng nói rõ ràng cho anh em luôn đấy đặt cọc thì em sẽ chuyển hàng cho anh em hàng này em không thiếu nói rõ luôn cho anh em như vậy đấy người ta buôn bán lấy tiếng tăm chứ người ta không buôn bán để lấy một hai trăm nghìn của anh em mà lừa đâu nói rõ luôn cho anh em như vậy để cho anh em hiểu em như nào em bán trên youtube trên facebook rất rõ ràng em thật với anh em luôn chả anh em nào bán công khai giá đâu hầu như toàn in book mới lại in bẹo để hỏi giá thôi nói rõ cho anh em nhưng em không bao giờ em có chuyện in book biết gì cả anh em hỏi giá bán giá trực tiếp luôn đấy trừ khi anh em thợ thì em sẽ báo giá thôi chứ còn những anh em mua lẻ thì báo giá trực tiếp chả có gì sợ cả mình bán giá công khai mà anh em đúng không ạ triệu ba giảm còn triệu hai anh em nhá bao ship tặng dây rắc cho anh em lọc dbx hai ba s bản mới nhất độ nhạy cao hơn bản cũ nói rõ cho anh em độ nhạy của nó cao hơn bản cũ đấy à, Xong xong lọc anh em nhá anh em nào muốn mua lọc thì uh, inbox cho em xin địa chỉ thôi đặt cọc trước cho em cái thẻ điện thoại trăm nghìn hoặc chuyển khoản tùy anh em tất cả đều bao ship hết cho anh em anh em nào uh, chuyển khoản bao ship xe cho anh em nó rẻ hơn nhận hàng trong ngày trả vỡ gì con vang cơ giá sao vậy à, Vang cơ hiện tại còn loại này nữa này Hiện tại còn loại này này Để em bóc ra cho anh em Con này vang cơ giá rẻ hơn Giá mềm hơn tí Con này có triệu sáu thôi Triệu sáu hôm nay sale cho anh em triệu uh, Triệu sáu sale cho anh em triệu rưỡi Cứ giảm cho anh em trăm nghìn trước Đấy Triệu sáu cứ giảm cho anh em còn uh, Triệu rưỡi nhá Giảm cho anh em trăm nghìn Đấy, nói rõ luôn cho anh em anh em nào cứ mua trong live stream này em giảm giá báo giá rõ ràng trực tiếp đây em tí em đang bóc cho anh em nhé đang mở hộp nó ra cái cho anh em xem về hình thức này bóc túi lồng toàn hàng mới toàn hàng mới chết bán toàn hàng mới nhìn đẹp đẽ đây con này rẻ hơn anh em nhé con này triệu rưỡi này bao ship vẫn tặng ca lông anh em nhé bao ship tặng ca lông con này thì nó có xem nào để xem nào hai chip Japan này, chống hú này, X2 hay n Và điều đặc biệt ở con này thì nó sẽ có được uh, chia nhỏ các giải tần ra này. Chia nhỏ các dài tần ra 125, 600, 1 ký, 2,5 ký, 4,3 ký, 6,3 ký. Anh em chỉnh độc lập cho em. Uh, hú điểm nào anh em giảm xuống. Uh, ví dụ uh, hú 4,3 anh em giảm tí 4,3 k nó xuống. Mà nó không ảnh hưởng đến 2,5 hay 6,3 k đâu anh em nhé. Delay cho hai kênh riêng biệt. Đấy anh em tìm vang cơ mà dưới 2 triệu có delay cho hai kênh hơi khó delay cho hai kênh rất khó có con nào delay cho hai kênh kể cả đến con này hai triệu tư của em này hai triệu tư con này delay chung anh em nhé delay left rai -right, chung thôi đấy và điều đặc biệt ở con này nữa thì con này nó vẫn có cổng quang vẫn có bờ tút anh em nhé à, cổng quang bờ tút đầy đủ cho anh em à, có năm cổng đầu ra à, súp thì lưu ý với anh em súp con này không lọt lời nhá súp con này không lọt lời được đây. Cổng cắt súp này, SVK. À, lưu ý với anh em cổng cắt súp này không lọt lời đâu. Như một số vang khác thì nó sẽ lọt tiếng uh, tiếng, tiếng tiếng mic xuống đấy ạ. Nó sẽ hay, hay, gây ra hiện tượng ù ở súp. Thì nhưng con này không, không lọt luôn anh em nhé. Không lọt tiếng mic xuống luôn. Có cổng quang báo tút đầy đủ, anten báo tút nhá, cổng quang này. Anten báo tút cổng quang, rõ ràng cho anh em luôn. Đấy. Hàng mới nhìn bóng nhoáng luôn anh em nhé. Hai cổng cá mic đằng uh, hai cổng cá mic đằng trước và một cổng cắm mic đằng sau Đấy, tổng 3 cổng cắm mic để cho anh em có thể sử dụng đây con vang cơ này thì eco này cực kỳ là mượt mà và rất là ngon rồi anh em nào sử dụng những dòng vang cơ của db thì anh em biết rồi nó chất lượng của nó cực kỳ tốt tiếng eco nó cực kỳ hay nó như kiểu âm ly jaguar hai ba đấy nó đã làm vang dội một thời rồi jaguar hai điểm ba nó rất là vang dội về tiếng eco thì con này nó còn ngon hơn anh em nhé ngon hơn và anh em thể nhìn thấy nó chỉnh được độc lập những cái tần số này Chỉnh độc lập được tần số thì nó sẽ cho ra tiếng sẽ sáng hơn Nó không ảnh hưởng đến các tần số khác Ví dụ như điểm 4,3k hú anh em giảm xuống thôi 6,3k anh em tăng lên Nó vẫn sáng tiếng Vẫn xì xoẹt được Đấy thoải mái cho anh em Xì xoẹt như kiểu anh em hát của revert đấy Đấy đây là những điều đơn giản cho anh em Đây là mặt đằng trước của nó này Cho anh em nhìn thấy Một màu đen nhá DBX DSP 990 Full Đấy hai cổng cắm bích trước một cổng cắm bích đằng sau Triệu sáu sale cho anh em triệu rưỡi, giảm giá trăm nghìn luôn. Vẫn bao ship, à, tặng dây ca lông. À, bảo hành 12 tháng, lỗi đổi mới một tháng đầu. Đấy. Đấy, rõ ràng cho anh em. Vang thì tất cả bên em đều có ấy hết rồi. Cổng quang, báo tút đầy đủ hết, không thiếu gì cả. Cổng quang, báo tút đầy đủ hết. đấy Còn anh em nào muốn hỏi giá về sản phẩm nào, anh em báo trực tiếp cho anh em. Anh em nào muốn hỏi giá về sản phẩm nào ạ. Đấy, anh em này hỏi giá bóc hết cho anh em xem đấy, giảm giá Ui, cái 180 đang hết hàng rồi đây ba sáu bảy bảy bốn một con 11 cái một tám mươi anh em nhìn hôm trước đấy kho của em lâu lâu rồi cũng chưa cập nhật được lọc xì vang số bán ở mầm sợ thật đấy, anh em nhìn đấy anh em muốn giá sản phẩm nào thì em báo giá cho anh em luôn sale cho anh em tận tay luôn báo giá trực tiếp cho anh em anh em nào mua trong live stream này thì cực kỳ ngon rồi hàng vẫn chất lượng như vậy chất lượng vẫn như vậy anh em nhé bảo hành vẫn vậy à, dây rắc phụ kiện kèm theo vẫn vậy đấy giá này còn được rẻ hơn ưu đãi cho anh em mua trong live stream đây là con nâng tiếng anh em nhé nâng tiếng bb Tà mươi tám hai lưu ý với anh em anh em nào mua trong live stream này sẽ có giá tốt đấy còn ngoài live stream ra thì uh, uh, còn ngoài live stream ra thì không có giá tốt đâu đẩy bốn kênh mới bao nhiêu bốn kênh hiện tại em hôm nay em không có ở đây bốn kênh hiện tại không có ở đây anh em nào muốn xem bốn kênh thì inbox cho em gửi nội thất cho anh em xem nội thất hình thức cho anh em xem bốn kênh có nhiều 6 triệu rồi 8 triệu ba rồi à, trên 8 triệu có đấy bình dân sáu bảy trăm w chín trăm w có đầy đủ hết cho anh em tám chín trăm w có hết không thiếu anh em nhé chủ yếu anh em muốn công suất của bao nhiêu thôi anh em muốn công suất bao nhiêu thôi là có hết cho anh em thoải mái 600W có này năm à, 500W cửa D cũng có này cửa năm D 500W anh em nhé sai nó chỉ ngang với con lọc này thôi nên anh nghĩ bao bao nhiêu xiền anh muốn hỏi sản phẩm gì ạ? anh muốn hỏi giá sản phẩm gì anh ơi còn bốn kênh với cả cửa D anh em nhé bốn kênh với cửa đắt D năm à, trăm một kênh đánh tốt hai kênh chập lại có thể đánh súp được anh em ấy hai kênh chập lại đánh súp 50 được còn mỗi kênh em đánh cũng cho em cả full 30 đấy 500 w một kênh lọc đấy nó chỉ sai nó chỉ to dày như con lọc 231 thôi nhé con con con, đẩy ạ Grad D đấy, nguồn sung nó chỉ mỏng nó chỉ như này thôi nhưng mà nó độ dày nó như này đấy. D anh em nào muốn thì inbox qua em gửi mẫu cho anh em xem Chứ hôm nay không có ở đây À, hôm nay chủ yếu lên xả cho anh em lọc lưng vang rồi mic thôi Đấy. anh lê thanh nghĩ anh hỏi giá về sản phẩm sản phẩm nào thì để em bao giá cho anh Đấy. anh cứ anh em nào hỏi giá về sản phẩm nào hoặc hỏi về nick fx 9 phần chính hãng giá bao nhiêu vậy anh anh tư nv fx 9 em không làm anh ạ fx 9 thì thà anh cố lên con này tí thì ngon hơn còn fx 9 của anh nó phải gần 2 triệu rồi à, Phú Thành có lọc Bao nhiêu vậy Con lọc này hiện tại 1 ,3 triệu 3 Sale cho anh em 1 ,2 triệu 2 nhé Đấy Sale cho anh em anh Phú Thành nhé Bản mới nhất à, Bản mới nhất độ nhạy cao hơn bản cũ Có công tác nguồn à, 231S trước thì nó không có công tăng nguồn Bản này có công tăng nguồn 1 ,2 triệu 2 Chốt giá cho anh em nhanh Còn anh 4NV FX9 Flute Thì anh tham khảo cho con này cho em con này nó nâng cấp hơn nó còn revert còn những cái dòng FX9 ấy, thì tốt nhất là anh Uh, gần 2 triệu thì anh làm cho em con này cho nhanh con này này dbx dsp h hát eco mềm mượt nhẹ nhàng giá có triệu rưỡi đấy. giá triệu rưỡi cho anh em hôm nay sale cho anh em triệu rưỡi đấy giảm giá cho anh em triệu rưỡi f 9 thì tốt nhất anh làm con này cho em cho nhanh rõ ràng luôn chứ f 9 thì nó khác gì fx 8 mấy đâu hát nó cũng làm gì có rỉ vật mấy đâu anh em thà lên con này có rỉ vật hát bay hơn nhiều đấy tầm giá lửa chừng gần 2 triệu như vậy thì hơi khó dòng đó em không làm trước có làm fx8 rồi chất lượng uh, fx8 ấy lấy like fx8 trước anh em để ý em cũng có làm fx8 bằng chính hãng rồi còn đây em bán 1 triệu uh, triệu 8 1 triệu 8 1 triệu 8 mà em phải khẳng định với anh em tính eco không mà con này được hát không hay bằng con này con này bán triệu uh, đây đang bán triệu 6 hôm nay anh em nào lấy thì bán triệu rưỡi Đấy, nó khẳng định luôn cho anh em Nex FX8 H không bằng con này Em có làm qua tất cả rồi Hàng chính hãng chứ em không làm mấy đâu Phú Thành test nghe thử bây giờ 10 rưỡi thì sao test được anh Anh muốn test thì anh Đăng ký kênh youtube đấy Anh em nhớ đăng ký kênh youtube đấy Trong kênh youtube thì sản phẩm nào em test rồi Sản phẩm nào em test cho anh em nghe rồi HKK rồi lội thất cho anh em nhìn Đấy Con nào em test lội thất xem cho anh em Nghe KK k hết Đấy, từ nghe nhạc hát HKK. Anh em cứ đăng ký kênh YouTube ấy, kênh YouTube của em em có để link bên dưới để cho anh em có thể vào để xem. Đấy, link bên dưới anh em nhé. Ở bên dưới có link YouTube của em, anh em cứ vào anh em kích vào xem. Rất nhiều video test sản phẩm nào cũng có. Anh em tha hồ thẩm âm, anh em tha hồ nghe. Đấy, để lựa chọn. Chứ còn bây giờ 10 rưỡi rồi thì không thể test được anh ạ. Anh thông cảm cho em. 10 rưỡi rồi không test được đâu. Đấy nâng này BBE hàng chuẩn hàng đắt có là video phân biệt hết rồi BBE này chỉ cần cho anh em nhìn thấy cái bên ngoài thôi anh em biết hàng nào là hàng đắt hàng nào là hàng rẻ Đây. cho anh em nhìn thấy cái đít này thôi anh em đã biết là hàng nào là hàng đắt hàng nào là hàng rẻ hàng nào là xịn rồi đấy chỉ cần nhìn thế này thôi anh em đã biết nhé chỉ cần nhìn cái mỗi cái lắp này thôi là anh em đã biết hàng nào là hàng xịn rồi rõ ràng rồi đấy, chứ không phải ít đâu anh em nhé con này triệu sáu 6. anh em nào chưa hỏi chưa hỏi báo giá anh em triệu sáu còn đấy anh em nào hỏi em báo giá khuyến mại cho anh em triệu sáu bao ship tặng dây rắc đầy đủ cho anh em tất cả đều tặng dây rắc hết không sản phẩm nào không tặng nữa đấy từ uh, vang này, nâng này lọc này lọc thì hiện tại em chỉ có mỗi sản phẩm lọc hai ba một s này thôi bởi vì tại sao em làm mỗi sản phẩm này thì anh em phải để ý lọc uh, uh, có nọc dày hơn nó là 2231 nhưng dòng đó trước em có làm bây giờ không làm nữa rồi. Vì tại sao sai nó dày? Sai đến tận sai 3U cơ, nó cao hơn con này gấp rưỡi. Nó thêm một cái cần thì nó kéo lên. Nó rất dày những bộ dàn anh em Mà đối với bản mới này, độ nhạy của nó thì cũng như em đánh giá nó còn hơn cả độ nhạy của 2231 anh em nhé. Độ nhạy của nó. Đấy tại sao em ngừng làm đó rồi. Không làm dòng đó rồi. Bởi vì cái thứ nhất nó dày. Nhớ anh em cũng kêu quá anh em mua về anh em kêu nhìn vào cái tủ trong nó dày dặn rồi cao to nhìn nó đấy mà độ nhạy của nó thì nó cũng chỉ thấp hơn con này như em trước có làm ấy. vang chốt một triệu ba một triệu ba là chịu anh ơi báo giá siêu cho anh triệu rưỡi anh lưu ý với anh em, em mặc cả thế thì em chịu nói rõ luôn cho anh em còn anh em nào mua triệu ba ở đâu có bán triệu ba thì anh em mua thôi còn anh em chịu còn nếu như muốn triệu ba thì triệu ba không bao ship đấy rõ ràng cho anh em luôn không bao ship chuyển khoản đủ tháng trần có vang nào tầm 1 triệu không không anh ơi không có vang nào tầm một triệu đâu anh đấy còn anh em nào muốn mua vang này mà em đang sale cho anh em triệu rưỡi ấy? triệu rưỡi mà anh em nào muốn triệu ba em nói rõ cho anh em không bao ship không dây rắc chuyển khoản đủ ok chưa dây rắc của em nó trăm nghìn rồi ship nó tầm khoảng 100 000 nữa là 200 000 rồi Trả lãi lờ những con vang như này cả nó Bán có triệu rưỡi Đấy Đấy nói rõ cho anh em luôn Con này có triệu rưỡi Bán bao ship cho anh em tặng cả cao lông Mà anh em mặc cả những triệu ba thì chịu Triệu ba không bao ship không giấy rắc chuyển khoản đủ để em gửi hàng Thế còn triệu ba thì không... Không bao ship, không dây rắc Xong rồi không chuyển khoản, không đặt cọc nữa Thì không ai gửi hàng cả như thế khác gì hàng cho đi chơi em nói rõ luôn Có vang JBL không bạn À vang JBL có anh ơi JBL kênh 180 Đấy. Hàng chuẩn chỉ anh em nhìn mã vạch đầy đủ hết này Đấy Nhìn mã vạch đầy đủ hết Đấy có JBL nhé, anh Phạm Đức Trung có vàng JBL Kênh 180 hàng cao cấp luôn, xịn luôn Mã vạch đầy đủ luôn à, Anh cho em hỏi con quản lý nguồn Có cái lỗ một bên dây điện vào là lỗ gì vậy anh có phải ổ cắm điện 12V không? Quản lý nguồn có một cái lỗ bên dây điện vào Bên dây điện vào là dây gì anh ơi? Quản lý nguồn thì cũng có đây Con này bán sát giá nhất cho anh em này đây. Quản lý nguồn anh muốn hỏi về cái quản lý nguồn này nó là cái gì nhỉ? Gần ổ cắm, gần 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 cái đằng sau nó chỉ có ấy thôi mà nhỉ? Có cái lỗ một bên dây điện vào dây điện vào thì bên đó anh muốn hỏi về dây nào nhỉ? Anh muốn hỏi về cái dây này hay là như nào? Đây dây nó có dây một ở đây nó có một cái lỗ này. Đấy. À, dây này bên này có cái lỗ còn trong này thì nó không có gì cả. Trong này thì nó chỉ có 8 cái ổ cắm đằng sau thôi. Trong này nó có 8 cái ổ cắm đằng sau thôi chứ còn không có cái gì ở đây cả. Đấy, quản lý nguồn. Không biết anh hỏi về cái lỗ nào. Không biết anh dùng vào cái lỗ nào lỗ này thì lỗ này là lỗ tiếp mát và dây điện nên có cái gì đâu anh lỗ mát không có gì đâu dây hai chân mà em dùng đẩy paramax và loa paramax thì dùng mic vang nào để hát à, nó tùy vào giá tiền anh ơi anh muốn đầu tư khoảng bao nhiêu thì mới lên phục cấu hình cho anh được cho anh được vũ đức sơn nhé à, ví dụ như anh em muốn bỏ ra khoảng tầm 4 triệu thì nó sẽ khác và tầm bỏ ra sáu triệu sẽ khác Đấy, rõ ràng cho anh em luôn Chỉ có vài anh em muốn dùng vang cơ dùng vang số thôi Đấy, anh em muốn dùng vang cơ hay dùng vang số thì nó sẽ tốt hơn tùy theo nhu cầu của anh em đấy, quản lý nguồn này một triệu anh em nhé vn một nghìn tám đường sau na đường sau đường sau là đường gì ạ em chưa rõ về cái như anh nói đấy có mỗi một mình nên là muộn rồi cũng phải tháo cho anh em để trả lời anh em đây đấy phục vụ anh em nhiệt tình nhá chưa thấy anh em nào ủng hộ cả chưa thấy anh em nào ủng hộ cả phục vụ anh em rất nhiệt tình đây anh ơi quản lý nguồn đằng sau nó làm gì có gì đâu anh quản lý nguồn sau nó chỉ có những cổng cắm này thôi tám cổng cắm thôi đấy đường sau nó chỉ có tám cổng cắm thôi còn đâu dây nguồn của nó đây dây nguồn con này to bự chả bá luôn bằng ngón tay cho anh em dây nguồn này nó chả có gì cả đây anh muốn hỏi về cái gì cơ đấy còn mặt đằng trước này mặt đằng trước đây anh muốn hỏi về cái gì của nó em, em trả lời chứ đây này Mặt đằng trước của nó đây Quản lý nguồn thì hiện tại em bán 1 triệu anh em nhé 1 triệu bao ship cho anh em đầy đủ hết Đấy, 1 triệu có hiển thị Màn hình hiển thị Vang JBL giá sao anh JBL giá 5 triệu anh ơi 5 triệu nhé Bao ship tặng dây rắc đầy đủ hết cho anh em 5 triệu VN1028 này Con này quản lý nguồn ngon Giá ngon bổ rẻ cho anh em Ngon bổ rẻ 1 triệu con này thì bán sát giá rồi sale cho anh em 9 năm rưỡi thôi, bao ship, giảm được 50.000 thôi. Đúng bán con này là anh em tình cảm. Có mixer nào nhỏ khoảng 6 đường vào ca lông và 4 đường rắc 6 ly không bạn? Không anh ơi, mixer của em chỉ có đi là quạc cm 1000 thôi. Anh Ngô Đoàn Việt nhé, chứ mixer nhỏ như vậy thì hầu như không ai dùng. Vì một là nhỏ thì người ta dùng vang số. Còn đâu nếu như to thì người ta dùng đi sự kiện. Chứ còn gia đình thì không ai dùng lơ lửng tầm khoảng 6 đường vào như vậy. Đấy, nó, em có đi ra cọc thôi, đi là cọc CMS 1000, còn nó bán hầu như rẻ nhất bóc bộ cho anh em, rẻ nhất ở đây cho anh em 6 triệu 8, 6 triệu 8, đi là cọc, bao ship cho anh em, người ta bán toàn trên 7 triệu, 7 triệu 2, 7 triệu, 7 triệu 2 mà người ta không bao ship, em bán 6 triệu 8 bao ship cho anh em con lọc bao nhiêu bạn? Lọc ở đây giới thiệu lại cho anh em 1 triệu 3 giảm giá cho anh em Còn triệu 2 bao ship tặng đều phụ kiện cho anh em Không thiếu Đấy Rõ ràng cho anh em nha 1 triệu 3 231S mặt màu trắng Mặt màu trắng Thì con này 1 triệu 2 nha Sao con của mình khác con của bạn nhỉ? Con của của mình Con có một lỗ bên cạnh điện thoại không biết là Chắc anh mua lâu rồi cái bản VM028 Ngô đoàn Việt có mixer gì Em có đi là cọc CMS 1000 anh nhá Đẩy giá nào Đẩy thì hiện tại không giới thiệu quảng, quảng bá đây anh em nhá Giới thiệu vang lọc lưng rồi mixer À mixer Mixer thì cũng không có đây Đi cọc còn có hai con để bên cửa hàng à, Có quản lý nguồn nữa này Đấy nếu như ở bên của anh nó có một nút đúng không anh hoa sơn đúng không nó có một nút bé bé anh, anh nảy ra nảy vào đúng không một nút thụt ở bên trong đúng không cái nút đấy nếu như không nhầm thì nó là cái nút bài bát này anh phải nhìn nó có chữ bài bát này không nếu như bài bát này là uh, sử dụng hay không sử dụng cái nút uh, các cái nút này này đấy sử dụng hay không sử dụng các nút này anh phải nhìn cho em nhé nếu như nó nó là chữ bài bát nó là chữ bài bát bên đến trên cái nút ấy, nó sẽ có một cái nút bé bé bằng cái bóng đèn này thôi béo cái bóng đèn này bên trong nó sẽ có một nút để anh em ấn ra ấn vào đây là bài bát nhìn kỹ chưa đấy con của mình k 86 s k 86 s thì em không rõ anh ơi còn quản lý nguồn này anh phải nhìn rõ chưa hầu như nó có cái bài bát này nó bé bé bên trong nó sẽ lùn ở bên trong thôi đấy à, ngô đoàn việt giá bao nhiêu 6 triệu tám bao ship anh ơi đi là cọc cms một nghìn hàng loại một trung quốc 6 triệu 8 bao ship Không bán đẩy À có đẩy anh ơi nhưng đẩy hôm nay không sale đây Hẹn anh em hôm sau sale đẩy Còn Hôm nay chỉ sale vang lọc nâng Rồi quản lý nguồn thôi đấy, Vang lọc lưng nhiều đấy Nhiều mix nữa này Sale cho anh em thôi chứ hôm nay không sale uh, Sale sale uh, đẩy đâu Vang đi bác Anh Mạnh Nguyễn anh muốn hỏi vang cơ vang số nhỉ Anh Mạnh Nguyễn Anh muốn dùng vang cơ vang số đây vang cơ vang số em có hết cho anh em Từ chính hãng đến hàng loại 1 Đầy đủ hết cho anh em Chính hãng Chính hãng của con JBL này Hàng chính hãng này 5 triệu Cái anh 180 Đấy Còn nhiều anh em hỏi hàng này có hàng bãi không Hỏi anh em là hàng mới không có bán đi đâu ra hàng bãi có Rõ ràng cho anh em luôn Cơ đi bác Ok anh Cơ có cơ à, Rẻ nhất con này này Triệu 6 bán triệu rưỡi ship giảm giá cho anh em trăm nghìn con này thì uh, hát nó con này thì không có gì vật có cổng quang có bluetooth hoa sơn cảm ơn bạn đã tư vấn ok anh không vấn đề đâu có vấn đề thì thì anh em tư vấn hết mà kể cả mua hàng không mua hàng anh em lên xem livestream hầu như là giao lưu với anh em chủ yếu chứ còn bán hàng cả ngày rồi. Uh, uh, anh mạnh nguyễn này giới thiệu từ anh nhá uh, nếu như cơ con này thấp nhất này giảm giá cho anh em triệu rưỡi này delay cho hai kênh riêng biệt này, cổng quang báo tút đầy đủ hết nhá. Tất cả vang bên em đều có cổng quang và báo tút hết. Con này nó sẽ chia nhỏ các giải tần ra. Eco của nó thì ngọt như hơn cả âm ly hai điểm ba, đấy. À, ngọt hơn cả hai điểm ba anh em nhé. đấy. Con này anh em chỉnh thì ví dụ như hú ở điểm bốn ba k giảm bốn ba k hoặc hú sáu ba k giảm sáu ba k xuống hết hú luôn. còn không liên quan đến các giải tần này giảm 63 anh em có thể tăng được 43 k lên đấy mà không sợ nhé đấy không sợ nó hú ở điểm khác đấy. rõ ràng cho anh em chia điểm cho anh em chỉ cần biết điểm nào hú là nó sẽ giảm xuống còn vang cơ tiếp theo con này cao hơn con này có rì vật con này rì vật này có rì vật này có exciter lưng tiếng chỉnh độc lập hết cho anh em đây là chỉnh phần lưng tiếng của exciter này đấy có ba cân bằng hai noa trong hú con này hát cực kỳ là bay luôn cho anh em con này có rì vật thì hát sẽ hay hơn Cổng quang, bờ tút, đầy đủ hết. cùng đồng trục không thiếu gì cả. hai đầu vào Aux, OX. Aux 1, Aux 2. Đấy. 2 triệu 4 anh em nhé. Con này 2 triệu 4. Còn con này sẽ là 1 triệu rưỡi. Đấy. Giới thiệu cho anh em. 2 triệu 4, 1 triệu rưỡi. Bộ quản lý nguồn bao nhiêu bác ơi anh? Mai mai quản lý nguồn này sale cho anh em 9 trăm rưỡi. Bao ship. Đấy. Quản lý nguồn DBX nhá Đây cũng không tiện bóc quà. DBX. VN 1028. À, giá 1 triệu thì đang sale cho anh em 50.000 thôi vì sản phẩm này bán sát giá lắm rồi Anh em nhìn các chân của nó này Anh nhìn chân cho em này Mạ vàng đồng ống Vàng ống luôn cho anh em Đấy Đấy Mạ đồng vàng ống luôn cho anh em Chất lượng cực kỳ cao Đấy Anh em nhìn thấy 8 cổng đằng sau và hai cổng đằng trước nhá 8 cổng đằng sau thì này thì nó sẽ có nút ấn Để anh em dù, dù sử dụng cái cổng nào thì anh em ấn và sử dụng Còn hai cổng đằng trước thì nó luôn luôn có điện Luôn luôn có điện thì... Đấy, còn 8 cộng đằng sau này thì nó sẽ có nút ấn. 950 000 anh em nhá. 950 000 bao ship cho anh em. 950 bao ship. Đấy. Đây nó sẽ có hai cổng này thì lúc nào nó có điện này. Và 8 cộng đằng sau thì anh em có thể nhìn thấy 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 cổng này thì anh em sẽ bật tắt sử dụng thiết bị nào. Uh, mic này, vang này, lọc nâng rồi thích thì nén là thích thì đẩy là thích thì súp là thích thích thì tivi này. Anh em sử dụng cổng nào cũng được cắm uh, sử dụng con này thì anh em không phải bật tắt không phải mò tay động tay động chân tắt các thiết bị cả anh em chỉ cần ấn nó vào cái hoặc tắt đi thì tất cả công tắc nguồn này đấy anh có cái đầu cốt không vậy cốt anh có anh ơi cốt server hai 23 này có ghét này nhé anh uh, Nguyễn Ngọc Thạch cốt server có hai xs hai màu trắng anh em nhé medicina một trắng nữa cho anh em cốt 223 ghép con này triệu hai siêu cho anh em anh em nào lấy triệu một bao ship riêng con này thì không có dây rắc anh em nhé con này bán giao lưu tới anh em thôi chứ còn con này bán còn mấy rồi sáu con bảy con đấy anh em nào chọn ok triệu một bao ship lưu ý với anh em con này không dây rắc nhá đấy con nào có dây rắc thì uh, em báo có dây rắc không dây rắc em báo rõ anh em không dây rắc bán giao lưu tới anh em thôi mình dùng âm ly đề lông Cặp loa calip Có vang nào phù hợp Phòng khách nhỏ không bác Không Anh Thanh nghe Post muộn vậy em Vâng anh ơi Hơi muộn anh Vì dạo này cũng hơi bận Nên là Lên nay chỉ muộn cho anh em thôi livestream chỉ muộn với anh em à, Nếu như phòng nhỏ này Phòng nhỏ vang cơ thôi Và Anh dùng nếu như Anh muốn tinh chỉnh Anh muốn tinh chỉnh Thì anh dùng con vang cơ này cho em này Đây à. Con này thì hát bay Ngon luôn Âm ly đề lông cặp loa calip à, Nếu như anh muốn tinh chỉnh Thì anh dùng vang cơ anh nhé Anh như lê Nếu anh muốn tinh chỉnh thì anh dùng vang cơ Còn muốn vọc vạch thì anh dùng vang số Con này thì hiện tại 2 triệu tư Còn nếu anh muốn cao hơn, hàng cao cấp hơn Thì em có JBL cái anh 180 Hoặc là một dòng nữa à hoặc là một đây có dòng nữa hay dòng nữa thì em chưa dám mở tới anh em con này hàng chính hãng luôn cho anh em hàng do chi pass sản xuất nhé chi sản xuất mã vạch đầy đủ hết cho anh em mã vạch đầy đủ hết hàng chính hãng của chi sản xuất con này hiện tại 4 triệu mốt bảo hành 3 năm cho anh em hàng chi rồi, mà hàng chi sản xuất chi sản xuất cho rất nhiều rồi siso db rất nhiều dòng vang nổi tiếng Đấy, không giới thiệu nhiều tới anh em cái 180 chỉnh 2 mic, 1 mic Eco, 1 mic reverb Được anh ơi, nó là 2 mic riêng biệt mà Anh nhìn thấy nó có mic A, mic B mà Mic 1, mic 2, mic 3 ấy. Chỉnh được anh Thanh Airpods nhá Mic echo, mic reverb Con ấy cao cấp dùng Chỉnh thoải mái Mic echo, mic reverb Chỉnh như lạng cũng được Nó 2 mic riêng biệt mà Lọc tiếng nhiều tiền không anh Lọc tiếng triệu 2 anh ơi Lọc xì DBX 231S Bản mới nhất 2020 Đấy Tem Made in China made in China Độ nhạy cao hơn Những bản cũ qua công tăng nguồn Đấy, triệu 2 nhá Anh Hữu Thắng Quản lý nguồn này chập điện hoặc có vấn đề gì Có tự ngắt điện không vậy Bay Có chứ anh Tự, tự tắt chưa anh, anh 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 đợi em tí cho xem JBL sau nhá. Đợi đợi em tí để em giới thiệu lại tới bác này đã bác hà thắng đấy với bác hà hoài trước à, con này nó sẽ có 8 cái dơ le mà đằng sau 8 cái dơ le anh em nhé từ 1 đến 8 mỗi công tắc nguồn mỗi cái ổ cắm nó sẽ có 8 cái dơ le sẽ kéo dài nếu như có vấn đề chập thì cái dơ le sẽ nhảy đấy. nếu có vấn đề gì thì dơ le sẽ nhảy trước nên anh em yên tâm bảo vệ rất tốt chứ nó là ổ cắm nó cả dơ le bảo vệ anh em nhé có dơ le 8 cái dơ le trong này 8 dơ le xanh lét trong này luôn 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Mỗi dơ le nó đảm nhiệm một cái chức vụ cho một cổng Chập cháy sẽ nhảy dơ le Đấy Cho xem vang JBL đây anh ơi Phục vụ anh em tới bến JBL đây ạ Cánh 180 Ui giời. Phụ kiện này JBL này JBL cánh 180 này. Phục vụ anh em nhiệt tình luôn à mã bạch nhá đấy còn gì anh em đòi hỏi gì nữa nào về mở nội thất thì chịu anh em nhá nội thất thì bây giờ chịu rồi một tay thôi không thể nào mở nội thất đâu chuẩn chỉ thì chả nghĩ ngợi gì cả em dám mở rộng bảo hành cho anh em ra chứ không phải không đâu đấy anh em nào bán vang gì bây muốn bảo muốn mở rộng bảo hành lên được ba năm không anh em nào bán vang dám bảo dám mở rộng bảo hành những con này lên ba năm không sợ chưa anh em chuẩn chỉ chả sợ gì cả bán hàng chuẩn thì không có sợ sợ bảo hành Đấy. anh em thêm tiền Mà em bảo hành cho anh em ba năm được cái anh một tám mươi nhá jbl cái anh một tám mươi có một mình nên là hơi khó làm đây đây là mặt sau của nó này đây, mặt sau anh em nhìn này Đấy, cho anh em nhìn đi Các chân này mạ vàng óng luôn Con này bán thấp nhất cho anh em rồi 5 triệu đồng Ở đâu ra được còn anh thanh post không biết anh còn đây không biết mic một mic hai đi chung này, mic ba đi riêng này. Đấy, 1 2 đi chung, 3 riêng. Có thể chỉnh được hai uh, đường mic riêng biệt. Đấy. VOD BMG đầu vào, optico cổng quang Anh em nhìn chân mạ vàng ống đẹp chưa? Đấy. Cho anh em nhìn từng chân một. Đấy, từng chân một anh em nhé. Đây. Nhìn nó mạ vàng ống, Đấy. hàng chuẩn chỉ mà. Uh, 5 triệu đồng bảo hành cho anh em một năm. Còn anh em muốn mở rộng bảo hành thêm tiền cho em Em sẽ bảo hành cho anh em Riêng con này bảo hành Bảo hành gì? Bảo hành con này thì Free hết cho anh em Chả nghĩ ngợ Ok chưa? Đấy, hàng chuẩn chỉ em sao dám ai dám bảo hành như vậy đâu Bảo hành free cho anh em luôn Ok chưa? Đấy anh em sợ chưa ai dám bán con này bảo hành free cho anh em có lưng tiếng không bác có anh ơi có lưng tiếng bbe như anh em nhìn thì em không phải giới thiệu nhiều con BBA, mở ra cho anh em xem thì cũng Đây, anh em nhìn lên mặt bên ngoài của nó nhá. Mặt bên ngoài. Anh xong vũ vũ này. Mặt bên ngoài của nó BBA nhá. Bên trong này, em chỉ cần mở cái lắp, em chỉ mở cái đằng sau ra là anh em, anh em nhìn cái lắp đằng sau anh em đã biết nó là hàng gì rồi. Hàng chuẩn, hàng đắt hay hàng rẻ anh em nhìn biết ngay. Chưa cần phải xem nội thất, chưa cần phải xem về chất âm. Anh em chỉ nhìn cho em mỗi cái lắp này thôi mỗi khung người tôi này anh em đã biết hàng nào hàng đắt hàng nào hàng rẻ rồi một thời gian anh em cãi nhau trên youtube em còn một thời gian em còn dở ra cho anh em thấy em em còn mua cái, cái con rẻ em lại mua lại con rẻ của họ để em làm video cho anh em phân biệt phân tích cho anh em con nào con đắt con rẻ nhìn như này biết nghịch mãi mà không biết cách chỉnh eco revert có đấy anh nó đi chung ấy anh nhìn trên phần uh... Anh 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 nhìn trên phần phần gì nhỉ? Phần mềm của nó đấy. Nó sẽ có music mic, mic 1, mic 2 và mic 3. Đấy. Mic 1, mic 2 nó sẽ đi chung và bên cạnh nó sẽ có mic 3. Đấy là cái mic để anh chỉnh riêng biệt đấy. Đấy, để anh chỉnh riêng biệt đấy nhá. Anh thanh earpod ạ. Đấy. đấy là anh chỉnh mic 3 sẽ chỉnh riêng còn mic 1, mic 2 sẽ ăn chung với nhau. Cái anh 180 giá như anh 5 triệu anh ơi bao ship tặng dây rắc phụ kiện đầy đủ dây quang dây Canon bảo hành cho anh em 12 tháng ok cho anh em cái anh 180 con này nghe thì hay thôi rồi luôn hàng cao cấp của JBL mà khỏi phải nghĩ ấy chiếc AB ấy sờ, sờ rất sướng anh em nhé các nút ấn này hàng chuẩn chỉ mà sợ gì đâu anh em có vang số nào JBL không bác Đấy anh ơi, JBL điện lạnh quốc cường ấy JBL anh em hỏi JBL đấy Có con cao rồi thôi Cái 180 thôi Những con này thì anh em khỏi phải nghĩ về chất lượng và chất âm rồi H eco thì hay Mềm mại Có cục đẩy tầm trung không ạ Cục đẩy tầm trung thì anh muốn tầm khoảng 2 kênh hay là 4 kênh Và công suất nó tầm khoảng bao nhiêu Muốn đầu tư khoảng bao nhiêu Thì em báo giá cho anh em được Tầm trung thì ví dụ như hai kênh thấp nhất của em 3 triệu 7, 7 rồi nào tâm trung thôi bác Nào tâm trung thôi bác Nào tâm trung là như nào em cũng không hiểu lắm à, Anh muốn hỏi về vang tầm trung đúng không Vang tầm trung thì của JBL thì không có anh ơi JBL thì em làm con này ngon hẳn luôn cho anh em cao cấp Anh em sử dụng một lần thôi Ví dụ anh em mua những con này nhé Anh em tầm khoảng 5 năm sau Hầu như nó không thể nào lỗi thời cho anh em được Đấy Thắng Trần em xin giá canh một anh 180 năm triệu bao ship tặng phụ kiện đầy đủ dây rắc cho anh em, dây quang, dây cao lông. Hãng khác, hãng khác thì có sẽ rẻ hơn cho anh em có, anh đợi tí. Anh đợi em tí nhé. Để báo giá nốt cho anh em đã. Đấy, con này uh, ngon luôn này. 5 triệu bao ship tặng dây rắc, set up cho anh em 6 chế độ cộng 3 chế độ của nhà sản xuất nữa, tổng anh em có 9 chế độ HKK. Uh, ba chế độ của nhà sản xuất là pop, steel và uh, pro đấy là ba chế độ còn đâu sáu chế độ em setup cho anh em có cả effect rồi có cả mốt nghe nhạc đấy còn anh uh, anh điện lạnh uh, quốc cường đây thì con này không chỉnh được mới đau <laughs> không chỉnh được thì hơi khó <laughs> anh thanh em vót là không chỉnh được thì hơi khó Cái đấy cần phải tu luyện thêm hai kênh ạ à. công suất mỗi kênh khoảng 800 w Quynh hoài <laughs> hai kênh 800 w 5 triệu anh ơi công suất chuẩn nhá 800 w 5 triệu đây không chỉnh được mới đau <laughs> đây nếu như mà anh em nào muốn à, à, của anh vừa lấy này, anh hỏi này có con nào không phải JBL mà giá thấp hơn này 5 triệu bảo hành cho anh em 12 tháng nhá anh 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 anh, anh quy ngoài nhá đẩy à, anh điện lạnh gì nhỉ anh điện lạnh uh, quốc cường có con này nhá để tí em sẽ mở mặt cho anh em xem giới thiệu đằng sau trước này mã 16060 này mã đâu nhỉ đây rồi uh, 16060 này con này có mã vạch đầy đủ hết cho anh em vỏ hộp máy rồi À uh, đây đủ hết cho anh em thùng này 16060 con này nó đi theo thùng luôn cho anh em nhé hàng do chi phát sản xuất 8 cổng đầu ra anh em set up thoải mái đầu nào làm súp đầu nào làm phun đều được con này do chi phát sản xuất có hai cổng quang in và quang ao quang in quang ao in ao cho anh em này xuất ra cổng quang này hai cắm mic đằng sau con này có thể set up hai đường mic riêng biệt anh em đi sâu rất ngon luôn hai đường mic riêng biệt đều được có thể setup được và sẽ mở tiếp cho anh em xem cái mặt của nó này bảo hành cho anh em 3 năm nhá 4 triệu mốt bảo hành 3 năm setup cho anh em 4 chế độ dây quang nhá cắm hai mic riêng biệt rồi mà chỉnh effect riêng được tức thật <laughs> có dây quang này sách vở hàng trung chi la này đây phục vụ anh em có con này này đây rồi mở con này cho anh em có vang cơ nào hai triệu rưỡi không ạ ui vang cơ có anh ơi hai triệu rưỡi có rẻ hơn tí hai triệu tư ơi cho anh em nhìn nhá đẹp chưa đẹp chưa lưu ý với anh em chi sản xuất Made in PRC chi pass sản xuất cho rất nhiều các dòng vang pass sản xuất rất nhiều các dòng vang DB Autotech Siso Đều do Chipat sản xuất Đều do Chipat sản xuất Bảo hành đều được 3 năm Con này 4 triệu mốt bảo hành cho anh em 3 năm Đấy Truyền cổng AUX anh em có thể truyền cổng Trực tiếp trên đây này AUX, AUX Và cổng qua anh em có thể sử dụng Đấy Chỉnh Eco, Revert, Mix và Music Đấy con này đặc điểm thích nhất ở con này này, thích nhất ở con này. Thích nhất ở con này cái thứ nhất là nó có hai đường mic riêng biệt này. Và cái thích nữa là nó có 8 cổng đồ ra anh em tùy chọn để setup. Tùy chọn để setup có nghĩa là như nào? Cổng 1 làm full được này, cổng 5 làm full cũng được này, cổng 6 làm full cũng được này, cổng 4 làm full cũng được này. Hoặc cổng 2 làm xuống được này, cổng 8 làm xuống được, anh em setup tùy ý được. Đấy, nó rất là cơ động ở những cái đấy. Rất là cơ động ở những con vang này và nó có cái khóa trẻ em khóa trẻ em nghĩa là khi anh em khóa đấy thì không ai khóa anh em xoáy này không xoáy được nhá thì anh em không xoáy được những cái này đấy không xoáy được những cái này này chuẩn chưa đấy là khóa trẻ em điều đặc biệt em chỉ thích nhất ở con này đó là hai đường mic riêng biệt và đánh được 8 cổng đầu ra cái tám cổng đầu ra sẽ đáp thoải mái cho anh em đầu lao anh em sẽ đáp được rất tùy ý đây là những cái thích nhất ở những con này phần mềm nó cực kỳ dễ dùng 4 triệu mốt bảo hành cho anh em 3 năm Còn anh em muốn hỏi vang cơ đúng không 2 triệu tư 2 triệu tư Đấy, có ri vật chỉnh độc lập nhá Ri chỉnh độc lập Có các cổng đầu ra đầu vào này Đấy AUX à, rồi bờ tút cổng quang bờ tút Đấy Thì cũng đã muộn rồi Thì em xuống livestream đây Anh em nhớ đăng ký kênh youtube Để xem các video mới nhất bên em nhé link youtube em có để số điện thoại bên dưới anh em còn có nhu cầu mua hàng liên hệ qua zalo cho em hoặc messenger đều có số điện thoại của em hoặc gọi điện trực tiếp đấy đều có số điện thoại hết để cho công khai cho anh em và giá như em đây hôm nay em cũng báo một số mã cho anh em đấy anh em nào có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp messenger zalo trả lời cho anh em tư vấn đầy đủ hết kể cả các các bác khách hàng như vừa lấy bác không mua quản lý nguồn bên em em vẫn hỗ trợ cho anh em vẫn những cái gì trong tầm hiểu biết của em em vẫn hỗ trợ cho anh em được khóa trẻ em như nào bạn tập đoàn ca cảnh khóa trẻ em như nào ạ ở đây nó lại không có dây nguồn thì em có dây nguồn thì em thử trực tiếp cho anh nói nốt lại này, này khóa trẻ em là như nào khi anh em sử dụng tổ hợp phím khi anh em sử dụng tổ hợp phím thì ví dụ nhé anh em sử dụng tổ hợp phím music cộng với lại eco à đây là music eco chuyển trạng aux con này anh, anh em sử dụng music cộng m 1 anh em ấn hai cái này vào music cộng m một đồng thời ấn hai cái này thì nó sẽ có hiện tượng một biểu tượng khóa ở đây biểu tượng khóa ở đây thì anh em xoay nút này nó không tác dụng chuyển mốt không tác dụng đấy là những cái khóa trẻ em khi anh em nghe nhạc đấy sợ nhà có trẻ nhỏ nó hay vặn lung tung đúng không anh em đi ra ngoài ấy, trẻ nó cứ vặn to đùng music lên đúng không nó vặn to music lên thì nó sẽ hay bị rồ tiếng anh em không lấy được anh em khóa vào cho em music cộng m một nó sẽ bật một cái khóa ở đây Đấy, bật một cái khóa đây nó sẽ khóa anh em không sử dụng được cái gì có nghĩa là nhạc vẫn vậy thôi không to nhỏ được Đấy, khi nào anh em sử dụng anh em lại giữ ấn tiếp music cộng m 1 nó sẽ mở cái khóa ra Đấy, đây là cái khóa chị em cái này tiện dụng nhất mà em thấy ở con vang này nó có đây là những điểm rất tốt ở những con vang này mà em thấy được nó rất là là là, là tốt Đấy. thì uh, anh em nào có nhu cầu mua liên hệ trực tiếp đồ sởm Thanh Tuấn Hồ Đồ dởm như nào anh Anh có biết gì về sản phẩm không anh nói đồ dởm Anh có biết gì về sản phẩm không? mà nói đồ dởm như thật Hay là cào bàn phím đêm không ngủ được Em hỏi bác Cái này em muốn một bộ gồm vang cơ Đẩy 800W Kênh mic không dây Một đôi loa nằm một súp điện Giá tất cả khoảng 15 triệu bên em Có không Bên em thì không có loa nằm anh ơi Chỉ có loa full thôi Chứ bên em không làm loa nằm rồi bởi vì cái thứ nhất loa nằm thì tiếng bát tiếng của nó sẽ cao hơn anh em sử dụng loa no full và dùng súp điện nó sẽ ok đấy 800 w vang cơ đẩy 15 triệu là có thể có thể có 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 thể hoặc cao hơn một tí cao hơn một tí là em có đấy à, cao hơn tí đây nhé còn tầm khoảng 15 triệu thì loa nằm thì nó sẽ ok còn đâu tất cả sang loa no full thì giá nó sẽ cao hơn loa nằm mà hát nó không được thoát tiếng à, anh dùng loa no full cho em dù nó phun cho hạn cộng thêm súp thì nó sẽ ngon hơn nhiều đấy nó phun súp ngon hơn đấy, rồi chào tất cả anh em nhé hẹn anh em ở các livestream lần sau anh em nào có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp anh em nhé